Liên quan đến vụ người xưng Ban Chỉ đạo quận 7, ngày 18 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố bị can Hồ Hữu Nhân, sinh năm 1980, ngụ tại quận 7, về tội chống người thi hành công vụ. Ngày 18 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố bị can Hồ Hữu Nhân, sinh năm 1980, ngụ quận 7, về tội chống người thi hành công vụ. Kết luận điều tra xác định chiều 29 tháng 8, ông Nhân cùng vợ đến siêu thị Emart City Mart tại phường Tân Phong, quận 7 để mua sữa cho con và một số hàng hóa. Lúc này, Thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện siết chặt giãn cách với quy định ai ở đâu thì ở đó, người dân không có việc thiết yếu không được ra đường. Chính quyền sẽ cung cấp thực phẩm cho hộ dân qua hình thức đi chợ hộ, hệ thống siêu thị không được bán cho người dân. Khi nhân viên siêu thị từ chối bán hàng trực tiếp, chỉ được đặt hàng online, ông Nhân lớn tiếng nạt nộ. Bảo vệ siêu thị không cho vào, ông này đưa thẻ nhận là Ban Quản trị phòng chống Covid-19 quận 7. Tôi cho công an xuống gặp ông đó, tôi mua đồ cho Ban Chỉ đạo quận 7. Tiếp đó, Nhân xông vào đòi gặp quản lý tòa nhà, kéo khẩu trang cự cãi với nhân viên bảo vệ. Vợ ông này nhiều lần can ngăn kéo chồng ra xe về nhà. Toàn bộ sự việc đã được bảo vệ siêu thị ghi hình. Video sau đó được phát tán lên mạng. Cơ quan điều tra xác minh Nhân không phải là Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 quận 7 và cũng không phải thành viên Ban Chỉ đạo của bất kỳ tổ chức nào. Chiếc thẻ ông này đưa ra thời điểm đó được người bạn cho. Theo cơ quan điều tra, hành vi của Nhân là ít nghiêm trọng, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đối với thẻ công vụ Nhân dùng để thị uy, cơ quan điều tra xác định đây là thẻ thật nhưng đã hết hạn. Trước đó, cơ quan tố tụng có quyết định thay đổi tội danh đối với người đàn ông tự xưng Ban Chỉ đạo quận 7. Sau gần một tháng điều tra xác minh, cụ thể là đổi từ tội giả mạo chức vụ, cấp bậc vị trí công tác sang tội chống người thi hành công vụ. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO a vòng pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.